Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Worker Hồng Phượng nha. Thì theo rất là nhiều lời yêu cầu của mọi người là mình sẽ review nhà của mình cho mọi người xem để mọi người biết thêm về gia đình của mình nha. Thì tập hôm nay là review nhà. Còn những tập tiếp theo các bạn muốn là gia đình mình làm về những cái gì á thì comment ở dưới để gia đình mình sẽ sắp xếp review lại những cái mà các bạn đang mong muốn để xem. Thì hôm nay là tập review ở nhà. Thì bây giờ xin mời các bạn vào nhà cơ nha. Trước khi review nhà thì các bạn nhớ để lại một like. Còn nếu mà các bạn thích hơn nữa thì hãy chia sẻ video này cho mình nha. Trước tiên thì mọi người thấy trước cửa nhà có một cây bông giấy để không có bị ánh nắng chiếu vào nhà. Thực sự là cái cây này rất là hữu ích luôn. À quên, mình có một cái điều mà rất là thắc mắc là tại sao mình lại chọn đúng cái số 13 này. Số 13 này theo người Việt Nam nói là cái số xui. Nhưng mà có thể là cơ đi nước ngoài cũng khá nhiều, cho nên là đối với người nước ngoài số 13 lại là số hên. Cho nên là thôi kệ, 13 cũng được. Rồi, mình đi vào trong nhà nha. Xa. Em nào quay trở lại. Đó mọi người thấy không, buổi sáng của gia đình mình cực kỳ hào hứng luôn. Một lát nữa các bạn sẽ thấy anh Bắp nữa. Đây, trước tiên bước vào nhà là sẽ có hai cái dụng cụ của hai em. Một chiếc xe đẩy và một chiếc xe bullet của anh Bắp. Ngày nào cũng phải chạy hết. Ngày nào cũng bắt ba dắt cái xe này ra. Mặc dù là ảnh có biết lái thôi, không biết dắt xe. Không biết dắt xe. Đây là nhà của mình đây. Ngôi nhà rất là thân thiện của gia đình mình. Đây, có bức tranh, thấy không? Mặc dù là không hiểu bức tranh này vẽ như thế nào, nhưng mà thấy nó nhiều màu sắc là đẹp rồi. What? Các bạn có cảm nhận gì không? Ở đây là không gian khi mà mọi người vào tới nhà mình thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều cây. Đây, cây này là cây gì, hoa gì đó mà Phượng rất là thích. Cây này là chắc là bông hồng quá. Mình thì là mình không có hiểu về bông hoa nhiều đây nè. Mới vô cái bàn ở đây cũng có bông hoa, thấy chưa? Đó. Mà xin tiết lộ với các bạn là những cái bông hoa này toàn là giả không nha các bạn, không phải là bông hoa thật. Bởi vì không có ai chăm hết á, mỗi ngày chỉ để cho nó đẹp thôi, cho nó có không gian xanh thôi. Trời ơi con trai, xin chào con buổi sáng. Ủa con chào ba hả? Ủa con à, hôm nay mình ba đang review nhà cho mấy cô chú xem, con có nói gì với cô chú không hả? Ủa, bye bye, tự nhiên chưa nói với cô chú là bye bye rồi. Rồi, mình bắt đầu bước vào căn nhà bếp. Ồ, các bạn có thấy gì không? Lúc nào cũng có. Đây, thấy hình quốc cơ quốc nghiệp không? Sản phẩm nhà mình đó. Bắp à, con chào cô chú rồi, bây giờ con có phải lát dắt cô chú đi coi nhà không? Chị. Rồi, xuống đây dắt cô chú coi nhà. Đây, mình sẽ dắt vào căn phòng bếp của mình. Bếp hôm nay thì mới ăn sáng xong cho nên là vẫn chưa có sạch lắm. Đây, nồi chiên không dầu, một cái món đồ không thể thiếu của Phượng. Chén dĩa thì đã rửa rồi, nhưng mà các bạn có đoán được là ai đã rửa cái phần chén dĩa này không? Comment ở dưới, lát nữa trả lời. Đây cái góc là góc của cơ nè. Buổi sáng ngồi đây ăn sáng, uống cà phê, ngồi xem TV. Wow, một ngày rất là tuyệt vời. Thấy xa xa cô ấy không? Ôi, cô ấy siêng năng lắm nha. Buổi sáng là rửa chén nè, giặt đồ nè, rồi pha cà phê cho mình uống. Em ơi, lát có pha cà phê cho anh không được? Tự pha. Thôi, để một lát mình tự pha. Bây giờ thì mình đi lên lầu nha. Đây, hướng dẫn mọi người lên lầu. Đây là cái không gian mà có thể nói là buổi tối gia đình mình hay ngồi ở đây tụ tập nói chuyện với nhau. Bởi vì ở đây cũng có một cái phòng khách nho nhỏ để em dâu nè, Bắp nè, ba mẹ ngồi chơi. Khi mà bước vào là chúng ta sẽ thấy không gian xanh trước. Ở đây là có một cái không gian rất là ấm cúng của gia đình mình. Buổi tối là cả gia đình quây quần ở đây, dâu thì chạy đùa ở đây, Bắp thì lấy mấy trò chơi xếp hình rồi máy xe đụng nhau. Hai vợ chồng thì ngồi ở đây vừa xem tivi vừa nói chuyện. Các bạn thấy là không gian vậy là đủ ấm cúng chưa? Quá tuyệt đúng không?
Đây là căn phòng của hai vợ chồng, rất là riêng tư. Cái này là cô ấy là tự đi lựa chọn, tự làm luôn. Đó, ở đây phía trước này. Ơ, cái gì quá. Trời ơi, có trái gì ở đây đấy? Tại sao lại bỏ ở đây? À, thì ra là trái giả thôi, làm hết thồn. Ok. Đây, mình sẽ review đôi chút về cái căn phòng ấm cúng của mình nha. Đây, đây là nơi mà anh Bắp suốt ngày nhảy đùng đùng trên cái giường này nè. Mà hả, mỗi lần mà anh Bắp đi học là hai vợ chồng rất là yên tĩnh. Ở đây, đặc biệt, có một cái mà không thể thiếu được, đó là cái cân. Cái cân đẹp. Cái cân này là cô Phượng ngày nào cũng cân. Bởi vì sau khi ăn cũng cân, tắm xong cũng cân, trước khi đi ngủ cũng cân. Ở đây là có tivi nữa nè. Buổi tối là hai vợ chồng không có Bắp với Dâu là hai chồng ngồi đây xem phim. Mình không biết là các bạn sao chứ gia đình mình là Bắp với Dâu là luôn luôn dọn đồ chơi ra ngoài, sau đó để ba mẹ đi dẹp. À, mấy con nè. Đó. Tí nữa dẹp sau, cho các bạn đi xem phòng trước. Bắt đầu mình đi lên tủ quần áo là mình có phân chia rất là rõ, Phượng một bên và Cơ một bên. Không ai chạm vào ai cả và không được giành chỗ của nhau. Cho nên là cho dù cô Phượng có nhiều đồ thì cũng phải gói ghém làm sao để vừa chỗ này thôi, không được vượt qua chỗ của Cơ nha. Ở đây là mình thích nhất là buổi sáng. Buổi sáng ở đây là chúng ta có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh của cái khu này. Phía trước mặt là có cái hồ bơi. Buổi sáng nhìn vô là rất là thoải mái, đầu óc giải tỏa stress của mình. Bây giờ thì mình vào phòng của em Dâu. Thì phòng em Dâu này là một cái phòng mà ba mẹ cũng dành rất là nhiều thời gian để chọn đồ cho em. Bởi vì ở đây là có rất là nhiều màu sắc, mà em Dâu là còn nhỏ rất là yêu thích màu sắc của mình. Đây là cái tủ mà rất là nhiều đồ linh tinh của em Dâu. Đó, cái tủ nhỏ nhỏ như thế này đó. Và ở đây đặc biệt là có thêm cái hình em bé gái nữa nè. Đó, có cả camera nữa, bởi vì chúng ta phải giám sát mấy em nhỏ này, bởi vì mấy em nhỏ này có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào. Cho nên là tốt nhất là gia đình chúng ta nên có những cái camera trong phòng nha. Đây, tủ đồ của em, mặc dù là bây giờ cũng chưa có gì hết, cũng là những cái đồ chơi của em Dâu thôi, cũng chưa có mua sắm gì cho em nhiều. Thì đây là phòng của em Dâu. Bây giờ mình sang phòng anh Bắp. Phòng của anh Bắp là phòng này. Và phòng này đặc biệt là có rất là nhiều kỷ niệm của hai cha con. Cho nên là phòng này sẽ có rất là nhiều hình ảnh. Chẳng hạn như là đây, đây là lúc mà Bắp 2 tuổi. Thì Bắp đã đi chụp hình với ba mẹ rất là nhiều. Bắt đầu từ 6 tháng là anh Bắp đã bắt đầu đi với ba mẹ, có nghĩa là đi từ đây ra tới Đà Lạt luôn á cả nhà. Mình chuẩn bị là chuẩn bị như vậy thôi. Hai phòng này thì hai em vẫn chưa có ở riêng được, cho nên là để lớn một tí xíu thì hai em sẽ có hai cái phòng riêng. Còn bây giờ thì mình đi xuống thôi. Bây giờ là Dâu ơi, bú sữa. Mình đang gặp hai nhân vật chính của chúng ta, đó là em Dâu và mẹ Phượng. Em Dâu bú sữa. Dâu bú, em Dâu bú sữa rồi. Chưa? Em Dâu là rất là ngoan. Trời, mới vừa nói ngoan thôi đã buông ra rồi. Ham chơi. Uống đi ba quay phim nha. Quay phim. Uống đi ba sẽ quay phim cho con. Mình quay phim mình uống sữa ha. Nè Dâu uống ngoan lắm nè, cô Dâu uống ngoan lắm nè, cô chú ơi nè uống nè. Ngoan chưa? Ngoan quá. Nói gì chứ còn nhỏ chứ biết diễn lắm á em Dâu. Diễn không chịu uống nè, đó không chịu uống sữa nè. Quá. Rồi còn uống rồi thôi. Em Dâu là có thể là hôm nay là có máy quay cho nên em ấy là rất là muốn diễn xuất. Đàm thể đó. Hiện bản thân mình. Đó, thể hiện bản thân. Thể hiện, kêu nè, lại đây, bà bá nói nè. Kêu bà bá đi, kêu bà bá không? Đó, thấy chưa, đâu kêu lại. Giỏi, kêu mà má đi. Mà má đi. Giỏi. Còn anh Bắp sao? Bắp. Kêu anh Bắp đi. Bắp. Bắp sao? Nè, kêu anh Bắp đi, anh Bắp. Bắp, kêu đi con. Kêu bà bá lại đi, bà bá. Thôi không chịu thôi. Không chịu nữa rồi. Mất hứng quá. Hôm nay bắt em Dâu làm nhiều quá. Thôi, cho em Dâu đi uống sữa đi. Bây giờ mình đi xuống dưới thôi. Bây giờ em Dâu đã ngủ rồi. Mẹ Phượng đã tranh thủ đi xuống đây. Mọi người thấy không? Mình có thời gian với hai vợ chồng. Ủa? Thấy chưa mọi người? Bằng chứng nha. Tranh thủ em Dâu mới vừa ngủ chưa được hả 10 phút nữa là mẹ đã chạy xuống đây cần.
mọi người thấy không, mình không hề nói sai. Đây là cái kênh YouTube của mẹ Phượng, bởi vì là cân điện tử rất là chính xác, hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân. Ngày nào cũng hả cân ít nhất là phải 5 lần. Nhưng mà cân 5 lần em cân 3 lần anh kia. Ngày nào em cũng cân. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay là so với hôm qua là em giảm được 200g rồi ba. Giảm được 200g rồi. Là em đi ăn khuya với anh á. Bị mọi người chê mập. Không, hôm trước em đi ăn khuya với anh là em được lên từ 47kg mà lên 48kg, lên 1kg luôn. Còn hôm nay giảm lại, tính luôn quần áo là 47.4kg, trừ đi 2 lạng quần áo là còn có 47.2kg rồi xuống lại rồi. Nhưng mà em chia sẻ bí quyết coi làm sao mà giảm 200g trong 2 ngày. Giảm 200g trong 2 ngày. Sao? Ăn bánh mì. Đâu có, đâu phải. Ăn bánh mì, không ăn phở nữa, không ăn không đêm nữa. Không có phải, thì đương nhiên là không ăn đêm. Không ăn đêm, không ăn tinh bột, kiêng đường. Rồi. Ăn bánh mì đen. 2 ngày giảm 200g. Từ nãy giờ thì cơ cũng đã dắt mọi người đi hết một vòng của nhà mình. Thật sự là nhà mình không có to, nhưng mà thật sự là nhà mình có rất là nhiều không gian để gia đình có thể buổi tối có thể trò chuyện, nói chuyện với nhau. Và đặc biệt là rất có nhiều cây giả. Thật ra cái chuyện cây giả là ý của anh Cơ. Tại vì là anh Cơ rất là thích trồng cây nhưng mà không có thời gian chăm, cho nên là mới phải trồng cây giả để cho đỡ mất thời gian. Đổ lỗi. Nhưng mà cố ý, em cũng cố ý mua những cái cây giả nhưng mà nó giống cây thật đó trên mảng nhãn. Nhưng mà vấn đề là tại sao em không chăm? Thật ra là nhà của Quốc Cơ Hồng Phượng á, nhìn vào á, rất là ấm cúng. Và nhưng mà Phượng nghĩ là cái đề con này cũng không có quá lạ với mọi người đâu. Nó chỉ đủ để cho một gia đình nhỏ cảm thấy ấm cúng và có không gian cho các bé chơi với nhau thôi. Với Phượng thì mặc dù là đã ở nhà này 2 năm rồi, nhưng mà nhà này luôn luôn lúc nào cũng mới. Bởi vì là có hai bạn nhỏ, mà hai bạn nhỏ mỗi ngày là một màu sắc khác nhau, cho nên là thành ra ngôi nhà cũng có mỗi ngày một màu sắc khác nhau. Cho nên là Phượng không có thời gian để chán, còn anh Cơ thì quá rảnh. Cho nên là nãy giờ toàn đi lên đi xuống. Ai nói em là anh rảnh? Anh không hề rảnh, ngày nào anh cũng làm thuốc hết á. Rồi bán thuốc thôi cũng được. Nói chung làm gì cũng được, miễn có tiền là được ha. Rồi. Ok, thôi thì hôm nay thì gia đình mình cũng đã cho mọi người thấy được cái căn phòng yêu quý của gia đình mình. Bây giờ thì mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và nhiều năng lượng nha. Tạm biệt.